Đây có các bạn có thể nhìn thấy đây là một cái bảng biểu đồ của Gartner về hai cycle về IoT trên thế giới. Các xu hướng công nghệ được làm trong IoT, và các bạn có thể nhìn thấy là những cái màu xanh nhạt ấy chính là thể hiện là những cái xu hướng IoT trong vòng 2 năm 2 đến 5 năm tới sẽ được đưa vào cuộc sống ứng dụng. Còn màu xanh đậm ấy thì là trong 5 đến 10 năm tới, và màu trắng là những cái công nghệ đã được ứng dụng. Thì thực sự thì các bạn nhìn thấy là tôi tô đậm lên những cái công nghệ mà đang hot nhất và đang ở trong đỉnh xu hướng hiện nay, và nó cũng áp dụng trong cuộc sống chỉ 2 đến 5 năm nữa thôi. Thứ nhất đó chính là các cái kit IoT giá rẻ thì hiện nay đang rất nhiều kit rồi. Thứ hai là cái việc áp dụng cloud, học máy thống kê để có thể đưa ứng dụng IoT vào cuộc sống, machine learning, predict analytics. Và đặc biệt là cái phần các bạn phải nhìn dưới cùng đó là IT gạch OT integrate. Thì IT OT thì chính là một cái xu hướng là chúng ta tích hợp dùng IoT cho các hệ thống công nghệ thông tin hiện nay để nâng cao cái hiệu suất lao động cũng như là hiệu suất làm việc. Và hiện nay rất nhiều các nhà máy đang ứng dụng IoT để nâng cao cái hiệu suất làm việc của họ. Đó là bức tranh của Gartner. Còn thực tế thì các bạn có thể nhìn các sản phẩm IoT như thế nào? Thì đây là một trong những cái sản phẩm IoT mà tôi nghĩ rằng là thành công nhất trên thế giới. Thứ nhất là của Amazon, đó là chiếc loa thông minh Alexa, Amazon Echo. Thì đây là một cái sản phẩm mà bán được 3 triệu chiếc trong năm đầu tiên. Thứ hai là một cái sản phẩm của Google Home, sản phẩm vừa ra trong năm 2016. Bên cạnh đó thì chính là một cái sản phẩm đại diện cho xu hướng nhà thông minh, và được đó gọi là Nest, một cái đồng hồ nhiệt được Google mua lại vào năm 2014 với giá 3,2 tỷ đô, bắt đầu cho một cái xu hướng IoT bùng nổ trên thế giới. Và một ông lớn thứ ba đó là Apple đưa ra solution là HomeKit, một cái thiết bị kết nối với Siri để điều khiển các thiết bị thông minh trong gia đình. Thì IoT trên thế giới đang định hình nên những hệ sinh thái mới, giống như các bạn đã thấy ở thời điện thoại thì điển hình đó là Apple và Google đối với là nền tảng iOS và nền tảng Android. Còn trong cái tình hình IoT hiện nay thì chúng ta có thể thấy nổi lên nhất đó chính là Amazon với những nền tảng cloud, phân tích dữ liệu cũng như là các cái sản phẩm IoT đã đưa được ra cuộc sống của họ, chính là hệ sinh thái phát triển ứng dụng trên Alexa, một chiếc loa thông minh. Các bạn có thể dễ dàng thêm được một ứng dụng, một kỹ năng mới cho chiếc loa này, và nó cũng giống như cái thời mobile, mọi người có thể trả tiền để dùng ứng dụng của bạn. Đây là một cái bức tranh trong chuỗi giá trị của IoT. Trong bức tranh này các bạn có thể thấy rằng là IoT gồm rất nhiều thành phần, và không một công ty nào có thể làm được tất cả các thành phần trong đó. Mỗi công ty sẽ phụ trách một thành phần, và kể cả những ông lớn như Google hay IBM. Và chúng ta có thể thấy rất rằng là ví dụ như là Samsung thì cũng chỉ có thể xuất hiện được ở cái phần Smart Device, cũng như là các cái phần ví dụ như Cloud hoặc là các cái dịch vụ thì gần như không có sự xuất hiện của Samsung. Thì thực sự họ cũng nghiên cứu nhưng không thể tạo ra được sự khác biệt so với hãng khác. Và bức tranh này chúng ta có thể thấy là muốn làm một sản phẩm IoT, các bạn phải kết hợp của rất nhiều hãng, và đây là cơ hội lớn cho các startup, các công ty nhỏ có thể chen chân được vào trong cái bức tranh chuỗi giá trị của IoT. Ở đây thì tôi có một cái bức tranh tổng quan về thị trường IoT ở Việt Nam. Thì sự so với thị trường như thế giới thì IoT Việt Nam rất ít các công ty, các doanh nghiệp đang thực sự bỏ tiền và làm nhiều về IoT. Về tập đoàn ấy, đang có một số tập đoàn lớn như VNPT, FPT, VNG đang đầu tư và thử nghiệm một số giải pháp về IoT. Còn cộng đồng của IoT cũng như Maker Việt Nam thì thực sự đang là trong giai đoạn phát triển, đặc biệt là trong năm 2016 thì xuất hiện rất nhiều các nhóm trên mạng xã hội, cũng như là các cái nhóm hay là lab offline như Maker Hà Nội, Park Lab Việt Nam, Park Lab Sài Gòn, Park Lab Thảo Điền, Park Lab Hà Nội. Và trong năm nay thì tôi tính riêng cũng có khoảng 5 đến 6 lab mới được xuất hiện, và cũng xuất hiện khá nhiều các startup ví dụ như Conosi, Call.io, Hachi, Rogo và Smartline. Và những cái startup này cũng mới bắt đầu chỉ đưa ra concept và thực sự chưa có thể kiếm được doanh thu khá nhiều từ những cái sản phẩm của chính mình.
Và thực ra chỉ có một số các doanh nghiệp rất là hiếm hoi từ ngày xưa như kiểu Bình Anh hay là Lumi đang kiếm được tiền từ những sản phẩm IoT. Và tôi vẫn mong rằng là sau khóa học này thì chúng ta có thể đâu đó xuất hiện một số các bạn muốn tiếp tục đi sâu và làm những sản phẩm IoT cho cái thị trường Việt Nam. Xin cảm ơn các bạn.